thực hiện đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài. Mới đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với các tập đoàn phân phối lớn và các hiệp hội ngành hàng, tổ chức, hội thảo tập huấn trực tuyến kết nối các hệ thống phân phối nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa phi thực phẩm. Phát biểu khai mạc ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu và châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết, đây là hoạt động thường niên của đề án nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực sản xuất, nắm được quy trình khi đưa hàng vào hệ thống phân phối nước ngoài, kết nối trực tiếp với bộ phận mua hàng của các tập đoàn phân phối lớn. Tại buổi hội thảo tập huấn trực tiếp lần này, hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da dày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng đã có cơ hội kết nối trực tiếp với các tập đoàn Aeon, Walmart, Center Retail, Decathlon, ngoài ra trưởng đại diện cơ quan thương mại việt nam tại một số thị trường lớn như hoa kỳ nhật bản thái lan vương quốc bỉ cũng đã thông tin về nhu cầu nhập khẩu của từng ngành hàng thị trường mà mình phụ trách tới các doanh nghiệp tại phiên kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp b2b chuyên gia của các tập đoàn phân phối đã hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp về quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa và hệ thống theo từng ngành hàng cụ thể